Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh chia sẻ công nghệ của mình. Trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể mở khóa con điện thoại Oppo F9 khi mà các bạn bị quên mật khẩu mở khóa màn hình này. Đó, ở đây mình bị quên mất cái mật khẩu mở khóa màn hình này. Ở đây thì chúng ta hoàn toàn có thể là kiểm tra được con điện thoại này của chúng ta bằng cách là các bạn bấm vào cuộc gọi khẩn cấp nhé. Sau đó là các bạn gõ cái lệnh là sao thăng 899 thăng. Các bạn chọn cho mình là software version. Đó, các bạn để ý ở đây modem là CPH1825. Thì các bạn vào Google các bạn tra thì nó cũng ra đây là con Oppo F9 nhá. Con này đang chạy phiên bản Android 10 này. Đó. Rồi để mở khóa được con Oppo F9 này đấy thì mình sẽ sử dụng cái tool hoàn toàn miễn phí ở trên máy tính nhá. Và tẹo nữa mình sẽ cần phải các bạn cần phải bấm giữ đồng thời nút tăng và giảm âm lượng nhá. Nếu mà cái nút tăng hoặc giảm âm lượng của bạn mà nó bị lỗi đấy thì các bạn sẽ không thể áp dụng được cái cách này nhá. Thế nên là các bạn có thể là kiểm tra cái nút tăng và giảm âm lượng của chúng ta bằng cách là các bạn bấm tăng âm lượng này. Đó, các bạn để ý là cái âm lượng của chúng ta nó tăng lên như này là ok nhá. Rồi các bạn bấm giảm âm lượng này. Đó, các bạn để ý âm lượng của chúng ta nó giảm như này là ok rồi. Đó, trong trường hợp mà nó không tăng được âm lượng này hoặc là không giảm được âm lượng này thì các bạn sẽ cần phải, đầu tiên thì các bạn sẽ cần phải sửa chữa cái nút tăng hoặc giảm âm lượng của chúng ta trước nhá. Có thể là các bạn cần phải tháo ra vệ sinh, hoặc nếu mà nó hỏng hẳn đấy thì các bạn cần phải thay thế nó đi nhá, thì chúng ta mới có thể áp dụng được cái cách này. Rồi bây giờ thì mình sẽ tắt máy đi nhá, mình sẽ bấm giữ nguồn này. Rồi đây mình sẽ trượt xuống để mình tắt nguồn nhá. Các bạn sẽ không sử dụng được cái cách như hồi xưa, đó là các bạn vào chế độ Zigbee để chúng ta wipe data nhá. Bây giờ mình sẽ thử để cho các bạn coi nhá, mình sẽ bấm giữ đồng thời nút nguồn và nút giảm âm lượng này. Hiện lên logo, mình nhả ngón tay ra để mình vào chế độ Zigbee nhá. Các bạn để ý ở phía dưới đây nó có cái chữ là Zigbee mode này. Rồi vào đây thì mình sẽ chọn là Ignix nhá. Đó, các bạn chọn vào Wipe Data cho mình này. Đó, đến đây thì nó vẫn yêu cầu chúng ta phải nhập mật khẩu vào nhá. Thế nên là cái cách này chúng ta sẽ không dùng được. Đó, bây giờ thì mình sẽ tắt nguồn nhá, mình sẽ quay trở lại này. Sau đó là mình sẽ chọn là Power Off nhá, để mình tắt nguồn đi này. Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ nhìn trên màn hình máy tính của mình nhá. Trên màn hình máy tính thì mình đã để sẵn cái tool, đó là MTK Meta Utility version là 3.4 nhá. Thì link tải cái tool này mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn tải về. Sau khi tải về các bạn cũng cho ra màn hình desktop giống như mình nhá. Rồi trước khi giải nén cái tool này thì các bạn nên tắt cho mình cái phần mềm diệt virus đi. Các bạn chọn vào mũi tên này. Rồi các bạn sẽ chọn vào cái biểu tượng của Windows Security này nhá. Nếu mà các bạn không thấy cái biểu tượng của nó ở đây thì các bạn có thể là tìm kiếm ở đây với cái từ khóa là Security nhá. Các bạn điền vào đây là Security này. Các bạn chọn cho mình là Windows Security. Các bạn chọn cho mình là Virus and Threat Protection. Các bạn chọn cho mình là Managed Setting. Rồi ở Real Time Protection này các bạn sẽ off đi cho mình nhá. Các bạn chọn cho mình là Yes. Ok. Bây giờ thì mình sẽ giải nén cái tool này ra. Mình sẽ chuột phải vào cái file này. Mình chọn là Extract MTK này. Các bạn điền cho mình cái mật khẩu giải nén vào là Full Done. Các bạn chọn OK cho mình. Rồi cái thư mục mà mình vừa giải nén đây, mình sẽ mở ra. Đó, đầu tiên là các bạn sẽ cài đặt cho mình driver nhé. Đó, các bạn chỉ cần cài cho mình cái driver này là ok rồi nhé. Đó, Qualcomm MTK driver thì nó sẽ đầy đủ cho cả chip Qualcomm và cả chip MTK nhé. Các bạn chọn vào Yes. Các bạn chọn cho mình vào cái chữ Trung Quốc này nhé. Rồi mình sẽ bấm là Finish này. Rồi mình sẽ quay trở lại nhá. Bây giờ thì mình sẽ mở cái tool này lên này. Đó, mình chọn Yes. Ok, tool mình đã khởi động lên như này rồi nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ cần phải kết nối điện thoại với máy tính nhá, bằng chính cái cáp sạc của nó, cái cáp micro thôi nhá. Đó. Rồi một đầu này thì mình sẽ cắm vào máy tính này. Và bây giờ ở trên cái tool này đấy thì mình sẽ chọn vào cái mục là Factory Reset Meta nhé. Đó, các bạn chọn đây cho mình. Rồi bây giờ thì mình sẽ kết nối điện thoại với máy tính.
Mình sẽ bấm giữ đồng thời nút tăng và giảm âm lượng nhé. Đó, đây là cái lý do làm sao mà các bạn cần phải kiểm tra trước là cái nút tăng và giảm âm lượng của chúng ta có hoạt động bình thường hay không. Đó, nếu mà nó bị liệt hoặc là nó không bấm được ấy, thì các bạn cần phải vệ sinh hoặc là thay thế nhé. Đó, cái bước kiểm tra thì vừa nãy mình đã nói rồi nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ bấm giữ đồng thời cả tăng và giảm âm lượng nhé. Đó, bấm giữ đồng thời cả tăng và giảm âm lượng này. Các bạn tránh bấm vào cái nút nguồn bên đây nhé. Đó, sau đó là các bạn sẽ ghim cáp vào cho mình nhé. Các bạn cứ bấm giữ nhé. Đây, các bạn để ý nó vào như này không được rồi nhá. Các bạn cần phải thực hiện lại cho mình. Các bạn rút cáp ra này. Sau đó là các bạn này chọn vào Ignite này. Các bạn chọn vào Power Off cho mình này. Các bạn chọn OK cho mình này. Rồi các bạn sẽ thực hiện lại cho mình nhá. Rồi bây giờ mình lại bấm lại vào Factory Reset Meta này. Đó. Rồi bây giờ mình lại bấm giữ đồng thời tăng và giảm âm lượng nhá. Sau đó là mình lại ghim cáp vào này. Đó, lần này khả năng cao là sẽ được nha. Đó. Rồi các bạn nhả ngón tay ra thôi nhá. Đó, nó xanh như này là nó vào chế độ meta rồi này. Đó, nếu mà các bạn thực hiện không được thì các bạn cần phải thực hiện lại nhiều lần nhé. Như mình đây là mình thực hiện lần thứ hai là ok này. Lần đầu thì nó vào chế độ jQuery nhá. Đó, ở đây nó báo là reset user data thành công rồi này. Bây giờ thì nó khởi động lại từ cái chế độ meta mode này thành công rồi. Rồi bây giờ thì mình không cần kết nối vào máy tính nữa nhá. Các bạn rút cáp ra này. Nó sẽ vào trong chế độ jQuery nhá để nó wire data. Đó, các bạn chờ chút nhá. Đó, nó vào chế độ jQuery để nó wire data này. Đó, các bạn để ý nhá, nó wire xong data rồi. Bây giờ thì điện thoại mình nó sẽ khởi động lại. Cái đoạn này mình sẽ tua nhanh để đỡ mất thời gian chờ đợi của các bạn nhé. Ok, điện thoại mình đã khởi động lên rồi nhé. Ngôn ngữ nó đã chọn tiếng Việt rồi nhé. Mình sẽ chọn tiếp theo này. Khu vực thì mình sẽ chọn Việt Nam này, mình chọn tiếp theo này. Điều khoản dịch vụ thì mình sẽ bấm là tiếp theo này. Rồi đây mình sẽ kết nối vào cái mạng Wi-Fi của nhà mình nhá. Rồi mình sẽ chọn là kết nối này. Rồi mình sẽ chọn là tiếp theo này. Mình sẽ chọn là tiếp theo này. Rồi đây thì mình sẽ bấm là không sao chép nhé. Rồi ở đây nó vẫn yêu cầu chúng ta phải nhập cái mật khẩu vào và đương nhiên là mật khẩu mình đã bị quên rồi. Thì ở đây mình có thêm một cái tùy chọn nữa, đó là mình sẽ bấm vào hủy này. Đó là dừng ở cái màn hình là xác minh tài khoản của bạn. Thì nếu mà các bạn nhớ được cái tài khoản Google mà trước đây các bạn đã đăng nhập ở trên con điện thoại này đấy, các bạn chỉ việc đăng nhập chính cái tài khoản đó vào đây là chúng ta có thể là vào trong sử dụng được điện thoại một cách bình thường. Nhưng mà trong cái trường hợp mà các bạn quên luôn cả cái tài khoản Google này đấy, thì bắt buộc chúng ta cần phải đi xóa cái xác minh tài khoản này nhé. Và để xóa cái xác minh tài khoản này thì các bạn sẽ làm giống mình nhé. Đó, các bạn làm bằng cái cách khá là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần quay trở ra cái màn hình ban đầu nhé. Cái màn hình chọn ngôn ngữ này, các bạn sẽ chọn cho mình cuộc gọi khẩn cấp này. Sau đó là các bạn gõ cái lệnh đó là sao thăng 813 thăng. Đó, nó đã vào thẳng được cái màn hình chính để chúng ta có thể là sử dụng được điện thoại rồi nhá. Rồi nhưng mà các bạn để ý ở đây, hiện tại cái ngôn ngữ của nó đang là tiếng Anh nhá. Mình sẽ cho sáng lên một chút này. Đó, ngôn ngữ của nó đang là tiếng Anh. Việc đầu tiên là các bạn cần phải thay đổi ngôn ngữ đi cho mình. Các bạn chọn vào setting.
Sau đó là các bạn sẽ chọn cho mình vào cái mục đó là Language and Region này. Các bạn chọn cho mình vào là Language này. Đó, các bạn chọn cho mình là tiếng Việt nhé. Rồi các bạn chọn Done. Các bạn chọn Train to Vietnamese. Đó, như vậy là ngôn ngữ của chúng ta đã về tiếng Việt rồi này. Đó, mình sẽ cho bạn coi thông tin con điện thoại này. Đó, đây con Oppo F9 này. Android 10 này. Đó, modem của nó đây, CPH1825. Những cái thông tin này thì ban đầu khi mà các bạn bị quên mật khẩu đấy, các bạn đã có thể là kiểm tra được những cái thông tin này rồi nhá. Đó. Ok, như vậy là video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể là mở khóa con điện thoại Oppo F9 khi mà các bạn bị quên mật khẩu thành công rồi nhá. Rồi, mình sẽ dừng video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.